Hôm nay tại Đại lễ đường Nhân dân thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới và làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp ấm áp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới đồng chí Tập Cận Bình. Thủ tướng khẳng định phát triển quan hệ ổn định bền vững lâu dài với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Việt Nam ủng hộ Trung Quốc phát triển hoàn thành thắng lợi mục tiêu 100 năm thứ hai, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình gửi lời thăm hỏi thân thiết đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam. Chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, khẳng định Trung Quốc coi trọng cao độ và luôn coi quan hệ với Việt Nam là hướng ưu tiên trong tổng thể chính sách ngoại giao láng giềng, khẳng định ủng hộ Việt Nam bảo vệ độc lập dân tộc và tôn nghiêm quốc gia, kiên định ủng hộ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 14, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình đất nước. Cùng ôn lại quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai đảng, hai nước, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực của quan hệ Việt-Trung thời gian vừa qua, nhất trí tiếp tục cụ thể hóa nhận thức chung, thỏa thuận cấp cao, nhất là tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo phương hướng sáu hơn. Đồng chí Tập Cận Bình nhấn mạnh, hai bên cần tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi cấp cao thường xuyên, phát huy tốt cơ chế ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương, đẩy mạnh giao lưu trao đổi kênh đảng và tăng cường hợp tác giữa các bộ ngành như ngoại giao, quốc phòng, công an, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất, tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, phối hợp tốt tại các diễn đàn đa phương. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên hợp tác xây dựng các công trình lớn mang tính biểu tượng cao và hiệu quả thực chất, bền vững, đẩy nhanh kết nối hạ tầng giao thông, nhất là hợp tác kết nối đường sắt, đường bộ, cửa khẩu trong khuôn khổ kết nối hai hành lang, một vành đai. Với vành đai và con đường, hoan nghênh Trung Quốc tăng đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của thương mại nông sản đối với người dân, người tiêu dùng và doanh nghiệp hai nước. Thủ tướng đề nghị Trung Quốc tạo điều kiện cho các mặt hàng chủ lực của Việt Nam như sầu riêng đông lạnh, dừa tươi, gạo, tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam sang Trung Á và châu Âu qua Trung Quốc. Thủ tướng cho biết, Việt Nam ủng hộ Trung Quốc nộp đơn gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, đề nghị hai bên duy trì trao đổi về việc này. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác địa phương trở thành động lực tăng trưởng mới, nghiên cứu xây dựng thí điểm các khu hợp tác kinh tế qua biên giới, mở rộng hợp tác kinh tế cửa khẩu, xây dựng cửa khẩu thông minh. Các địa phương chủ động tăng cường kết nối các chiến lược phát triển vùng miền, mở rộng hợp tác tài chính, ngân hàng, giáo dục, y tế. Đánh giá cao các đề xuất hợp tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc ủng hộ Việt Nam đẩy nhanh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cùng Trung Quốc và các nước xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất ổn định, bền vững tại khu vực và trên thế giới. Đồng chí Tập Cận Bình mong muốn hai bên tăng cường hơn nữa hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch, phát huy tính bổ trợ và ưu thế địa lý gần gũi giữa hai nền kinh tế, xem xét lựa chọn triển khai thí điểm khu kinh tế qua biên giới, khẳng định Trung Quốc sẵn sàng mở rộng nhập khẩu hàng hóa chất lượng cao của Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc tiếp tục đi sâu cải cách toàn diện, thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất chất lượng mới. Điều này sẽ đem lại cơ hội để hai bên triển khai hợp tác thương mại, hợp tác kết nối giao thông đường bộ, đường sắt, kết nối kinh tế số. Chính phủ Trung Quốc ủng hộ doanh nghiệp tăng cường đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trong những lĩnh vực công nghệ cao, ngành nghề mới nổi, trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Hai bên nhất trí cùng kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở trên biển. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên thực hiện nghiêm túc, nhận thức chung cấp cao, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, không để bất đồng trên biển ảnh hưởng đến quan hệ hữu nghị giữa hai nước.